Hôm nay trời mát mẻ nên cả bọn rủ rê nhau đi biển chơi. À, tụi mình đi biển chơi chứ không phải là đi tắm biển nha mọi người. Với bọn mình thì biển chả có gì đặc biệt. Vì biển cũng khá gần nhà nên thích thì cứ xách xe đi thôi. Nhưng với Khả Di thì khác nha. Với tâm hồn của một đứa trẻ 3 tuổi thì biển là một cái gì đó rất vĩ đại, nên nàng ta rất phấn khích. Hãy cứ nhìn cách nàng ta vùng vẫy là biết nàng ta thích thú tính cỡ nào rồi. Đây là bãi biển Ba Động nha mọi người. Với người Trà Vinh và các vùng lân cận thì không còn lạ lẫm gì rồi. Nhưng với các bạn ở vùng miền khác thì Ba Động có thể còn hơi xa lạ. Ba Động là bãi biển nước đục, cát hơi xám đen nên không được nhiều người biết đến như các bãi tắm nước xanh cát trắng ở Vũng Tàu và Nha Trang. Dù vậy, Ba Động vẫn mang trong mình nét chuyên riêng của miệt biển phù sa đậm chất và cũng đang trở thành một điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước bởi nét hoang sơ, khí hậu trong lành cùng với những động cát vàng ôm lấy rừng dương chạy dọc theo bờ biển thơ mộng. Tên biển Ba Động được xuất phát từ những triền cát gồm một động cát lớn, hai động cát nhỏ kéo dài 50 km, trải rộng trên hai xã Trường Long Hòa và Dân Thành, thị xã Duyên Hải và xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Vào thời Pháp thuộc, do nhận thấy Ba Động luôn có khí hậu trong lành, nên người Pháp đã cho tiến hành xây dựng khu nghỉ mát tắm biển. Từ đó, địa danh này được ra đời và tồn tại cho đến ngày nay. Trước năm 1975, Ba Động trở thành khu căn cứ cách mạng Duyên Hải. Sau ngày thống nhất đất nước, do bị chiến tranh tàn phá và địa phương còn quá nghèo nàn, nên Ba Động gần như bị bỏ rơi một thời gian khá là dài. Mãi đến năm 1992, Trà Vinh mới bắt tay vào việc đầu tư để khôi phục, nâng cấp lại các tuyến giao thông đường bộ của vùng căn cứ Duyên Hải và Ba Động được xác định là khu du lịch trọng điểm của Trà Vinh. Từ đó, biển Ba Động bắt đầu hồi sinh. Ngày nay, Ba Động đang được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du lịch tiện ích như khách sạn, homestay, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, bờ kè chống sạt lở, quy vạch, cấm phao an toàn bãi tắm và các dịch vụ như mô tô nước chẳng hạn. Từ đó thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Đây là khu nghỉ dưỡng riêng lẻ kiểu bungalow mới hoàn thành được vài căn và đang trong quá trình xây dựng thêm, ngày đầu kế hoạch dự kiến là 50 căn. Mai mốt đến biển Ba Động, chúng ta có thể nghỉ lại pha đêm ngay tại đây để có điều kiện ngắm ánh bình minh và ánh hoàng hôn trên biển. Hứa hẹn một kiểu khám phá biển phù sa độc đáo mà ở địa phương khác chưa hề có. Đến với Ba Động, bạn không chỉ được tắm biển mà còn được vui chơi thỏa thích trên các động cát nhấp nhô hay thả mình trên chiếc võng đung đưa được mắc dưới tán rừng dương xanh mát để vừa thư giãn vừa lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng phì lao trong gió rì rào như một khúc nhạc nhẹ nhàng êm ái hòa quyện giữa không gian yên tĩnh của rừng hoàng biển vàng. Nếu các bãi biển miền Tây khác khá tĩnh lặng vô hồn thì cái khác của Ba Động là ở những đợt sóng dồn dập. Bởi vậy, người ta còn ví nơi đây như nhà trang của người miền Nam, với không khí đậm mùi biển khác hẳn mùi lúa non và hương thơm cây trái đặc trưng của người miền Tây. Ở Ba Động có rất nhiều hải sản được ưa chuộng, đặc biệt là chù ụ rang me. Người ta nói đến Ba Động mà không thưởng thức chù ụ là xem như chưa đến Ba Động. Rất tiếc là quỹ thời gian của mình không nhiều, cho nên không đưa mọi người đến review chù ụ được.
Chắc hẹn mọi người dịp sau nhé. Hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên du khách đến đây không nhiều. Mặc dù vẫn trong quá trình khai thác, nhiều hạng mục chưa được hoàn thành, nhưng thời gian qua, biển Ba Đồng đã thu hút hàng chục ngàn du khách tham quan mỗi tháng. Vào các dịp lễ Tết của Ba Dân, điểm du lịch này trở nên đông đúc hơn hẳn, có khi quá tải vì có đến hàng chục ngàn lượt người check-in mỗi ngày. Sắp tới sẽ có hồ bơi nước ngọt, có nhà hàng, có khu vui chơi, khu dã ngoại dưới tán rừng dương, dự kiến là cuối năm nay sẽ hoàn thành nhé mọi người. Bên cạnh đó sẽ có cầu tàu dẫn ra các tuabin gió của nhà máy điện gió Hàn Quốc, tha hồ cho các bạn check-in sống ảo luôn nhé. Với những ưu ái được thiên nhiên ban tặng, tạo nên sự khác biệt, biển Ba Đồng ngày càng thu hút nhiều du khách. Không phải pha những hình ảnh quá tuyệt đẹp, mà chính là một cảm xúc nhẹ nhàng với cảm giác thoải mái và thanh thoát trong hơi thở. Thoải mái với khí trời, nơi con sóng vỗ nhẹ dập dìu trên bờ cát nhẹ nhàng, làm say đắm lòng người như một bản nhạc đồng quê du dương nhẹ nhàng.